Cổ phiếu của các nhà kinh doanh bất động sản Trung Quốc tăng trong hôm nay do tin tức Trung Quốc đang chuẩn bị một gói cứu trợ cho lĩnh vực bất động sản. Thống đốc Fed Waller cho biết dữ liệu CPI thấp hơn dự kiến gần đây chỉ là một phần và ngân hàng trung ương muốn quan sát thêm nhiều báo cáo khác. Tuy nhiên, ông Waller cũng cho biết thêm quyết định gần đây của FOMC báo hiệu mức tăng 50 điểm cơ bản trong tháng 12. Tiền điện tử giao dịch ở mức thấp hơn khi có báo cáo rằng một số chuyển khoản đáng ngờ được thực hiện từ các sàn giao dịch FTX và các báo cáo về sự cố tại các sàn giao dịch tiền điện tử khác. Bitcoin giao dịch thấp hơn 3% và giảm xuống dưới mốc 16.000 đô la Mỹ. Thống đốc Boris Groda một lần nữa cho rằng các động thái ngoại hối mạnh mẽ là điều không mong muốn, nhưng cũng nhấn mạnh rằng hệ thống tài chính Nhật Bản vẫn có khả năng phục hồi. Tổng thống Mỹ Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập sẽ gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G20 hôm nay. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của hai người kể từ khi ông Biden trở thành Tổng thống Mỹ. Tổng thống Nga Putin sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia. Đừng quên theo dõi kênh để xem nhiều nội dung hấp dẫn về trading mỗi ngày nhé!